dành cho con xe quay A. Chắc nhiều anh em nhìn thấy cũng đoán ra được đây là màu gì rồi đúng không nè. Đây là màu xanh xi măng đó các bạn, màu xi măng nhưng mà chuyển ánh xanh. Sau khi thay màu xong thì bây giờ mình tiến hành lên màu cho cái dàn áo con quay A. Đây là sản phẩm hoàn thiện các bạn, màu xanh xi măng dàn áo rất là đẹp, kết hợp với một cái bộ tem. Bộ tem thì tem này thì của mẫu á, ý tưởng của bạn chủ nhân con xe luôn, đưa mình chỉ thiết kế làm lại thôi. Con xe này có làm là dàn chân, bao gồm là sơn cái cặp phụ trước màu bạc ánh kim, sơn cái cặp đùm, sau đó bắt lại một cái bộ cam rôm ABSN. Cái cặp niền này là zin, mình chỉ đánh xi cho nó sáng lên thôi. Thay lại một cái cặp vỏ mắc xích, đóng lại đạn, và sau đó thì gác vào ra được một cặp bánh rất là mới đẹp. Cho đèn và bao tay, như bao tay các bạn thấy là mình thay Daytona gù Salaya có ốc trụ G5 màu xanh lục bảo rất là đẹp. Bộ cho đèn được phục hồi mới, còn cái gỗ trước á mình chế cái bát, sau đó bắt một cái gỗ trước. Một mẫu dọn khá là đơn giản, sạch sẽ dàn chân và dàn áo, sơn một màu xanh xi măng, thiết kế tem lên gỗ, cầm niền đùm sáng, con xe rất là đẹp. Đây là đỏ mật cherry có ánh kim nha anh em, nên cái màu đỏ mặn cherry có ánh kim này cho cái phần SH 2019, kết hợp với cái dàn chân đen Forti. Nói về màu đỏ thì hiện nay có hai màu đỏ được rất là nhiều anh em chơi xe ưa chuộng. Một đó là màu đỏ candy nước, hai là đỏ cherry. Nếu mà các bạn mà muốn thích cái màu mà nó đậm á thì đỏ mận cherry là tuyệt vời, các bạn thấy không? Nó cũng rất là sáng đó, tuy nhiên nó là cái dạng đỏ mận cherry có thêm một tí ánh kim như các bạn thấy nè. Đấy, gắt ánh kim vừa phải các bạn, gắt ánh kim nhiều quá thì nó đang đâm ra nó màu mè, nó không đẹp. Vừa phải thì nó sẽ đẹp hơn. Độ bóng 2K nó thì rất là tuyệt vời. Bây giờ thì thợ đang tiến hành gắt vào. Như các bạn thấy, dàn áo thì đỏ cherry, dàn chân thì mâm nè, phụ lóc gắt vân vân, nó màu đen, gọi là sơn Forti đó các bạn. Đây là cái khâu cuối cùng, đó là khâu đánh bát. Mặc dù bóng nó rất là căng, tuy nhiên thì cũng đánh hai nước bát lên nữa, nước đầu là 1002, nước sau là M5 các bạn, để tăng cái độ bóng tuyệt vời nhất có thể cho cái bộ áo mà mình vừa mới sơn. Và đây là bản hoàn thiện như các bạn thấy ha, rất là đẹp luôn, con xe rất là đậm đỏ phối đen. Mình có lên cho anh ấy một số đồ chơi như là cặp bao tay CGG các bạn, cặp gù Salaya, rồi cái kính Rizoma,